Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái lớp mới của bên mình. Đây là Aegis. Và mình sẽ cho các bạn xem sự tương đồng của cái Aegis này nó như thế nào với cái Armstrong Gravitas nhé. Let's go. Aegis là một loại lớp dạng mỡ mới nhất mà bên shop mình làm ra. Đây, mình cho các bạn xem qua một tí nhá. Đây, đây là lớp Aegis. Thì cái hũ này mình cho khá là đầy cho nên là khi mở ra các bạn thấy nó kéo một sợi ra lên như thế này. Đấy. Còn ngay bên cạnh đây, chúng ta có đây là hũ Armstrong Gravitas. Hũ này của mình cũng để khá là lâu rồi. Đây. Anh chọn Gravitas. Thì cái Aegis này á, Aegis tiếng Anh nó có nghĩa là cái sự bảo hộ. Ý của mình là giống như là nó sẽ giúp bảo vệ bề mặt Rubik của các bạn tốt hơn ấy. Đấy, thì là nó là một lớp dạng mỡ. Thì trước đây mình đã từng cho ra một loại lớp dạng mỡ khác rồi, đó chính là Dual Set. Thì cái Dual Set đấy thì cái Dual Set thì các bạn biết á, là nó sẽ làm chậm khá là nhiều. Và với lại là cái loại Dual Set đấy nó chỉ là kiểu hàng bình dân giá rẻ thôi. Thì cho nên là nó sẽ không thể nào mà xịn sò và ngon breaking mà nó nhanh như là những cái loại xịn như Gravitas được. Thì đây, thì sau một quá trình rất là dài mình tìm hiểu và nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng đã làm ra được. Đây các bạn nhìn này, các bạn có thể thấy là cái độ mịn của nó đây này, cái độ mịn của nó rất là cao luôn nha mấy bạn. Đấy, sánh mịn nè, rất là đẹp luôn. Nếu như các bạn so với những cái loại lớp mà bình thường á, mấy cái mỡ dạng như là đuôi xếp thì nó sẽ không bằng, nó sẽ bị sạn hạt rất là nhiều. Còn các bạn có thể thấy nè, rất là mịn luôn, cực kỳ mịn luôn nha. Đấy, nếu như các bạn so sánh trực tiếp với Gravitas nó sẽ gần như là y hệt như nhau 100% luôn. Bởi vì mình đã dò hỏi và biết được là bên Kiwico làm Gravitas từ nhập khẩu từ công ty nào rồi. Thì cũng bên Mỹ thôi, cho nên là mình đã nhập được đúng cái loại mỡ từ bên Mỹ về. Đấy, các bạn nhìn này, y hệt nhau luôn, không khác gì đâu. Thì đặc tính của cái này nếu như các bạn để lâu các bạn sẽ thấy là nó bóng giống như là có một lớp nước ở trên gì đó. Thì cái mỡ này nó có hút nước nha, có hút hơi ẩm trong không khí một tí. Cho nên là khi các bạn để lâu các bạn sẽ thấy nó hơi bị bóng nước như thế này. Các bạn chỉ cần lấy cái que các bạn khuấy đều lên là nó sẽ mất cái lớp bóng này đi thôi. Mình lấy một cái que mình khuấy thử các bạn xem đây là Gravitas. Chỉ bằng các bạn khuấy lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ quay trở lại. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ đặc và tạo ra cái tính sền sệt trở lại. Chứ nó không còn bóng lưỡng nữa. Đó. Đấy, nó sẽ trung hòa cái lớp nước ở trên. Thì nó cũng tương tự khi các bạn bôi nó lên trên Rubik thôi. Rồi, còn để mình lấy cái que khác. Đây. Còn đây là Aegis. Đây. Các bạn có thể thấy là cái độ sánh và mịn của nó rất là cao hơn, cao hơn nhiều so với cái hũ Gravitas kia của mình. Đấy, và cái này sẽ sử dụng như thế nào thì mình cũng hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái Aegis này luôn. Rồi, thế thì các bạn cứ dùng cái que nè, các bạn bôi nha. Mình cũng cho các bạn sẵn trong cái hộp luôn rồi, hoặc là các bạn dùng tăm bông các bạn bôi cũng được. Thì Rubik ấy, các bạn cứ tháo cạnh và góc ra. Đây. Sau đó các bạn sẽ dùng que này cắm vào. Đó, chúng ta quẹt bớt nha, càng ít càng tốt nha, đừng dày quá nha, dày quá nó sẽ bị đầm đấy. Các bạn sẽ bôi lên phần vành này, này bôi đều ra nha, bôi chà khắp ra hết cái góc luôn cho mình. Thì nếu đối với những cái con Rubik nào mà đang bị
nhanh quá, over speed quá, thì kiểu như là mới mua về mà xoay một phát U3, U4 luôn ấy. Thì cái này nó có thể giải quyết rất là nhanh. Các bạn lưu ý là bôi ở phần chân gốc nha, còn ở phần bề mặt đó, các bạn nên bôi ít thôi, bôi một tí thôi, nó như đây là đủ rồi, đừng nên bôi thêm nha. Rồi còn cái phần chân cạnh thì đối với những con như là Toredo hoặc là WRM á, thì nó sẽ có cái khe ở chỗ này, còn những cái con bình thường khác đó, nó sẽ không có. Ví dụ như là những con cái con này chẳng hạn đó, thì ở nó sẽ con này vẫn có cái khe ở giữa này. Còn mấy cái con ví dụ như là RS3M rồi thì cái khe ở đây nó sẽ không có, cho nên là các bạn nên bôi ít thôi. Còn đối với những cái con như Toledo hay là WRM20 rồi thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó gần như là nó ít bị chạm vào nhau, nó chỉ chạm vào cái phần center thôi. Đấy, cho nên là các bạn có thể bôi vào đây, và cũng là một lượng vừa phải thôi nha. Sau đó các bạn bôi thêm ở chỗ này nữa nè. Đấy, ngay đây, bôi ngay cái chỗ cái khúc này nè. Rồi, ngay đây một tí nữa luôn. Đấy, các bạn lưu ý nha, nãy giờ mình chỉ quẹt đúng một lần thôi nha, mình không quẹt thêm lần nữa nha. Bởi vì các bạn mà quẹt nhiều quá thì nó sẽ bị overlap, các bạn sẽ bị đậm quá đấy. Không sao, mình có cách khắc phục hết. Đây, sau đó sau khi các bạn bôi xong thì các bạn cứ lắp vào lại đồ bít như bình thường thôi. Thì ngoài ra các bạn dùng cái này, các bạn lắp cho ốc và lò xo đều được hết luôn nha. Nó sẽ bảo vệ ốc và lò xo rất là tốt. Lúc các bạn vừa mới lắp xong lần đầu tiên đó, các bạn sẽ thấy là lắp nó sẽ khá là đầm. Nó giống y hệt như là lúc các bạn lúc mới sử dụng cái ray Vitas lần đầu tiên thôi. Nó sẽ rất là đầm. Nhưng mà các bạn chơi khoảng 20 đến 30 so đổ lên, lúc các bạn cố chơi nhiều để mà break in cho cái lúc đó tản đều hết cả Rubik ra rồi ấy, thì tốc độ Rubik sẽ tăng dần và nó sẽ nhanh dần lên. Và nếu như các bạn lỡ tay overlap nhiều quá thì cũng đừng lo, các bạn chỉ việc breaking nha, breaking cho đều nha. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị khăn giấy, chúng ta sẽ tháo từng viên ra. Đó, chúng ta sẽ lấy ra 4 viên gốc, 1, 2, 3, 4, 4 viên ở một mặt thôi nha. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái khăn giấy lau sạch toàn bộ cái phần chân gốc đi. Đó, chúng ta lau hết đi, sau đó chúng ta lau hết 4 viên nha. Sau đó chúng ta lắp lại, sau đó chúng ta cứ tiếp tục break in và chơi thì nó sẽ đỡ hơn. Nếu các bạn cảm thấy nó vẫn còn quá đầm, vẫn overlap quá thì các bạn cứ break in lên, sau đó chúng ta lặp lại bước đó thêm một lần nữa. Chúng ta lặp lại tháo 4 viên gốc ra, lau 4 viên một lần nữa, thì mình nghĩ lúc đó là đến lần lau thứ hai đó là cái lúc đã đều lắm rồi, đã ok rồi, đã sẽ ngon. Ví dụ như ở đây mình cũng có một con WRM 220. Này, thì cái con này lúc ban đầu mình cũng hơi overlap, và mình cũng áp dụng cách đó, đó là mình lấy 4 viên gốc ra, mình lau sơ một tí, sau đó mình lắp vào mình chơi tiếp. Thì hiện tại nó đang rất là tốt luôn các bạn. Nó giúp cho tiếng của Rubik xoay nó êm hơn rất là nhiều, và sau khi break in xong á, chơi kiểm soát rất là đã luôn. Và thậm chí nếu như các bạn kết hợp với một số loại lúp làm nhanh, ví dụ như là các loại lúp gốc nước như là DNM37 hoặc là cái Emerald, thì nó sẽ kết hợp rất là tốt luôn. Bởi vì cái loại mỡ này á, nó ngoại trừ bình thường như là hồi nãy mình vừa mới nói là nó còn giữ nước nữa, cho nên là những cái loại lúp đó khi mà vào kết hợp với cái lúp này á, nó sẽ giúp cho cái lớp nước đó nó giữ cho Nubik được lâu hơn khoảng 50% so với thông thường. Nó giúp cho cái lớp đó nó sẽ duy trì được lâu hơn, cho nên là khi các bạn sử dụng các loại lớp nước kết hợp với cái loại này nó rất là tốt luôn. Đấy, và thì mình đang tham khảo giá thị trường thì cái loại Ray Vitas này thì ở Việt Nam bán với giá từ 80 đến 90 nghìn một lọ. Thì lúc trước mình có mở một đợt beta cho các bạn thử cái loại lúp của mình với giá chỉ có 50.000 thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình đã đóng đợt beta đó rồi, là chỉ 10 bạn duy nhất được mua với giá đấy. Và bây giờ mình đã mở bán chính thức cái này Aegis với giá đó là 60.000 một lọ nha mấy bạn. Cái giá này là một cái giá rất là ưu đãi luôn rồi. Bởi vì trước đấy thì các bạn biết là giá lúp từ nước ngoài mà nhập về Việt Nam á, rất là cao, thường các shop khác bán từ
80-90 nghìn đến cả 100 nghìn một bộ, một loại lúp như thế này rất là đắt. Cho nên là mình mong muốn là sẽ tạo ra được cái loại lúp giá nó mềm hơn, các bạn dễ tiếp cận hơn để các bạn sử dụng, mà không phải bỏ quá nhiều tiền mua những loại lúp của nước ngoài. Bởi vì nhiều bạn cứ quan niệm là lúp của nước ngoài sẽ xịn hơn của Việt Nam, nhưng mà điều đó chỉ đúng áp dụng cách đây khoảng 5-6 năm về trước mà thôi. Còn hiện tại Việt Nam chúng ta đang rất là tiên tiến rồi, rất là nhiều shop ở Việt Nam tự chế ra được các bình lúp gốc silicon và gốc nước rất là tốt rồi. Cho nên là chúng ta không nhất thiết là phải đi mua lúp của nước ngoài nữa. Đấy, và mình rất là mong các bạn sẽ ủng hộ lúp của mình cũng như là các shop khác ở Việt Nam. Đấy, ok, và video clip này của mình đến đây là hết. Và các bạn nghĩ sao về cái lúp này, và bạn nào đã xài rồi thì mình mong muốn bạn hãy vào phần comment là để lại cái ý kiến ngay phía bên dưới giúp mình, để cho những người khác vào xem video sau thì có thể đọc chính review đánh giá thật của các bạn luôn, để mà kiểu như đưa ra cái trải nghiệm tốt nhất của các bạn, xem nó có tốt hay chưa, nó có điểm gì, nhược điểm gì để mà mình còn cải thiện trong những lần sau. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và nhớ nha, link mua hàng mình đã để ngay phía dưới phần mô tả rồi đó. Bấm vào Shopee của mình vào vào phàng, vào cái phần mà hàng mới về sẽ có ngay. Ok, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye.